Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Một Cách Làm nhé. Hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách để mình khắc phục cái cánh cửa nó bị sệ xuống đó các bạn. Như các bạn thấy đó, cái cánh cửa mình đã gỡ tốt rồi nhưng mà nó còn gít ha. Mình kéo ra nó còn gít. Sau khi mình xài một thời gian thì cánh cửa nào nó cũng sẽ bị sệ như vậy hết các bạn. Và đây là nguyên nhân đây. Nó cọ xuống cái bậc thềm cho nên nó mới tạo ra tiếng động nó gít đó các bạn. Bây giờ mình đi khắc phục nó ha. Trước khi khắc phục thì mình coi lại cái bản lề coi. Đây cái bản lề nó bị xét hết trơn rồi nè. Tuy nhiên nó cũng không phải là nguyên nhân chính ha. Nguyên nhân chính là ở đây nè. Đó, nó cọ xuống nó tạo thành một cái vết màu vàng đó. Rồi bây giờ cái hướng xử lý của mình là mình sẽ chim vô đó một cái lông đền ha các bạn. Chim vô đó một lông đền. Hoặc là ở trên này cũng được nha. Mình chim vào đó một cái lông đền để cho nó nhóm lên đó. Rồi nó không có cọ với cái bậc thềm nữa. Bây giờ mình đi kiếm cái lông đền nha. Mình sẽ tìm ở trong cái hộp đồ nghề của mình nha. Coi có cái nào mình xài được thì mình xài ha. Cái lông đền này thì cái lỗ nó nhỏ quá. Cái này thì nó cũng nhỏ. Sợ mình chồng vô cái chốt đó, nó không vừa. Cái đó thì cũng nhỏ luôn. Chim coi cái nào đây. Đây, mình sẽ sử dụng cái này nha các bạn. Còn không thì các bạn có thể lấy cọng dây chì này nè. Rồi mình quấn một vòng. Rồi mình quấn quanh cái chốt đó. Đó, mình quấn tròn vậy ha. Xong cái mình lấy kìm mình cắt cho nó gọn lại. Nhưng mà mình có cái lông đền bằng thép đó rồi, nó chắc hơn rồi. Cho nên thôi khỏi sử dụng bằng cọng dây chì nha. Rồi, giờ mình dỡ cánh cửa mình gắn vô thôi. Do có một mình vừa làm vừa quay phim cho nên mình sẽ làm từng công đoạn nha các bạn. Rồi, mình gỡ ra. Đây. Nó cái vòng nó vẫn nhỏ ha, nhưng mà mình sẽ banh nó ra. Mình sẽ lấy hai kìm bung rộng nó ra nha. Các bạn làm nhẹ thôi, coi chừng nó đứt đó. Nó giòn nó sẽ gãy luôn. Nó hơi cong nên mình bóp cho nó bằng lại. Vẫn chưa vừa. Mình làm bự tí nữa rồi. Mình tính lấy dây chì cũng được nhưng mà sợ lâu ngày cái cửa nó cắn xuống đó. Rồi nó sẽ ăn mòn cái cọng dây chì hơn. Cọng dây chì thì nó dễ ăn mòn hơn cái dòng sắt này. Dòng này hình như chắc kẽm quá. Mình banh cho nó bự ra chút nữa các bạn. Mình làm nhẹ nhẹ thôi để nó giòn nó gãy. Đó, vừa rồi đó. Rồi xong mình bóp nó lại nha. Ok. Sẵn đây mình chế cho nó miếng nhớt luôn nha các bạn. Cái này là mình lấy nhớt mà mình chưa có xài đó. Chế cho nó ít có cọ sát hơn. Nó đỡ mòn hơn nữa. Như phần nó cũng không có kêu cọ kẹt. Rồi gáp vô thôi. Canh cho nó đều cái bản lề ở trên với cái dưới luôn. Rồi mình để nhẹ nhàng xuống. Các bạn nếu các bạn để không vô, các bạn xây nhẹ qua một bên. Rồi ok nha. Giờ mình thưởng thức xem sao. Nó đâu còn cọ nữa đâu các bạn. Thấy không, nhẹ nhàng chưa. Đó, đẩy sát vô luôn mà nó không có còn dính lại. Rất là nhẹ nhàng luôn. Mới chế cho nó một miếng dầu mà. Bây giờ mình ra ngoài mình coi thử cái bản lề nó như thế nào nha. Wow, nó hở lên một khúc luôn hết các bạn. Cho nên là nó mới chống, nó mới không có còn khít nữa. Nó không có còn cọt kẹt nữa nha. Ở trên này coi làm sao. Đó, ở trên này nó cũng chống nha. Cho nên là hồi lúc nãy đó mình làm ở dưới cũng được và ở trên cũng được. Hoặc có thể các bạn làm hai cái luôn.